Hôm nay có tổ ong ruồi các bạn này. Anh Quân, anh Thấy. Anh Quân thấy phát hiện ra từ từ tháng trước anh Quân. Không, tuần trước. Tuần trước á? Chào cả nhà nhá. Ô không không lấy ấy à? Que à? Đấy que này đi anh Quân. Không có đường lên. Mùi nấm. Đi tiền đi. Đây nhãn đây. Nhãn ôi quả to phết nhờ. Quả đều lắm đấy. Lắm. Ừ, quả này đều lắm. Cái này ít nhất cũng được 2 tạ. Cái to lắm này. Bỏ nó còn dày lắm. Một con dày á, à? Thế chưa chín. Vì nhãn cỏ này thì làm hàng xoáy thôi. Toàn đi đường lâu à không? Mình còn đi dép nữa. Mở sông rừng này các bạn. À, lưới á. À, các bạn. Lưới với chim của người ta. Có cả con sau con trước này. Ô. Chim nó chết rồi, cái khô đây này. Đây các bạn. Người ta giăng lưới ở đây. Có 2 con, một con. Con. Một con chim rồi. Chết khô ở đây. Đây các bạn. Ở khu rừng này toàn răng lưới kín hết như này các bạn. Ôi dồi ôi. Đây. Có con chim ở đây. Có con chim héo. Chết khô ở trên này. Con này cũng chết khô rồi nhở. Chim trà mào các bạn. Ôi trên nữa lại con nữa. Còn những con này con sau. Con sau con bò cũng chết khô hết như này. Đi răng lưới xong. Không toàn để lay nhở. Chịu mấy ông ấy đâu. À một con nữa, cái này cũng khô hẳn rồi. Cái này không phải chim trà mào. Trước hồi mình còn nhỏ cũng khu rừng này anh Quân nhỉ. Mình lấy một cái tổ ong ruồi các bạn, dài khoảng tầm khoảng 4 gần 50 phân cơ. Ủa to thế cơ, thấy chưa các bạn. Tổ này thì cũng vừa phải, không to mới. Như này to nhất rồi đấy. Như này to lắm rồi á. Vì mùa này kiểu có vị lắng lắng, mùa mưa này không ngọt đâu. Nhưng mà hầu như thì về tổ ong ruồi này thì toàn lắng lắng, kiểu có vị lắng, mật của nó lắng mà. Về tầm này thì có hoa gì anh Quân nhỉ, hoa cái hoa lá ngón nhỉ, hoa lá ngón đấy các bạn, kiểu nó đi chích hoa lá ngón thì nó lắng, hoa nhựa cây nữa. Nhựa cây nữa. Rồi anh em mình sẽ chế biến một cái cụm lửa để ơi nhá, để lốt, không thể lấy tay không được. Anh Quân bảo anh ngay nếu mà lốt thì anh Quân thì nó lốt thì sưng to lắm. Còn mình thì bình thường. Ong này thì nó hiền mà nhỉ? Hiền lắm. Hiền lắm. Có măng lầy này anh Quân. Đâu? Đây, măng lầy. Đâu, đây đâu. Ô, vẫn đửa chỗ em à? Không kiểu quên như lần trước nhỉ, anh em mình đi lấy ong quên vật đửa các bạn. Anh em mình hay quên lắm. Ui căng thế cơ à, nhanh 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 nhanh, không nói hết đấy. Chết hết quá, chết chưa con thôi nhỉ. Nữa đi, nữa đi, nữa đi.
Rồi. Thế thôi à? Chưa chết hết đâu. Thôi 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 được rồi. Ra còn lấy tay không cơ mà, ôi trời. Được rồi các bạn. Nửa to quá. Đâu nào, dao của mình đâu? Chưa chết đâu anh Quân ạ. Chưa chết đâu, đấy, nó còn vẫn còn bay ra đấy. Đấy kìa. Kiện nó. Nhanh nhanh anh, đánh nhanh. Đấy mà, nó buổi sáng. Con mẹ nó nhiều quá nhỉ, nó bao vào nhiều quá. Con ở trong còn chưa chết. Con ngoài thì rơi hết rồi. Đấy đấy, nó vẫn còn bay này, bay ra ngoài này. Ui, mình lấy ong kiểu này sợ lắm rồi vậy. Không như người ta lấy ong toàn đấy tay không. Ong còn ong ở trên ấy nữa cơ, còn không phải ong ong ruồi này đâu. Ui da, ui da. Ui to phết đấy nhỉ. To lắm. Bảo to mà. Chỗ nào là chỗ mượt? Trên quá. Đây. Phần trên là phần mượt. Đây này các bạn. Nhiều chưa? Đây. To lắm đấy. Thôi, bây giờ anh em mình sẽ xuống nhà để thưởng thức anh Quân nha. Này mẹ, nếu mà mang đi ngâm rượu thì thôi rồi. Hay là mang đi ngâm rượu đi. Ở trên bổ gì đấy. Mang đi ngâm rượu thôi. Này con bé tí này mà cũng sợ. Người ta còn lấy tay không được, mình sợ. Mệt nhiều không? Có nặng không? Nặng. Bên này thì không có rồi. Bên này thì không phải. Anh không lấy từ trước, tầm này thì không có mượt mới đâu. Có đây này, mượt mới. Hôm trước nó chưa mưa ấy nhở, nó chưa mưa. Có mượt mượt ngon. Nó cũng hết rồi ấy. Có phần này thôi, trên này thôi. Phần trên mà, có phần trên mà. Thôi cứ bỏ con mẹ nó ra hết. Có mùi không, mùi xăng không? Không. Kéo anh em mình lấy xăng đốt các bạn. Đấy, nó muốn vay ẩm ẩm, nó có lốt tí nào đâu. Buổi sáng này nó không vay. Kiểu nào đấy dễ ợt. Nên em đi lấy từ ong đất trước, lần trước ấy. Ừ. Có một clip mà anh em mình với cả bố đi lấy tổ ong đất ấy. Ở trên tà ly anh Quân nhỉ. Rồi anh em mình sẽ về. Nó chơi anh 8 phát. Em cũng chơi nhiều phết hôm đấy. Trời ơi, ai để răng đứa như này nhờ. Chịu mấy ông rồi. Thế nó không thu anh Quân? Không. Nó kỵ đây thôi á? Nó lá. Răng đứa như này thì nó không thu nữa. Chắc để. Tức là nó lá răng rồi thì nó không thu nữa. Lá răng được, không lấy được rồi. Đấy, càng thích. Hồi này chuyến chim, chuyến bắt chim các bạn. Nhiều đấy, họ bắt cá nhiều đấy. Họ bắt chim, chim sẻ họ cũng bắt quá. Chim sẻ với cả chim trào màu. Họ bắt nhiều nhất chim trào màu. Đội này chuyến bắt chim. Nó ở trong đấy, thế mà anh cũng phát hiện ra. Đi tìm hái măng thì nhìn thấy nó. Chìm chết khô như này mà không đấy. Xem nào. Hình như cái kia toàn mượt nhỉ. Toàn mượt mà. Úi dồi ôi. Đây. Này các bạn. Đây, ngon chưa? nhìn toàn mượt đây này. Mời nha, các bạn nha. Lắng không? Không đắng. Không lắng á? Giờ đến một lượt mình thưởng thức thử nha các bạn nha. Không lắng á? Đây, ướt hết rồi này. Đây các bạn. Nhìn cận cảnh. Hôm trước bố mang về ăn lắng mà bây giờ không đắng. Bây giờ không lắng. Ô. Này các bạn. Ừ.
Đúng là không lắng thật. Ngọt nhỉ. Ngọt. Anh em mình chén hết cái này. Vậy các bạn. Đây, nhìn mượt ngon cực kỳ luôn. Không lắng nhỉ. Nó kiểu nó mới mưa xuống vài hôm. Thì nó không đi, kiểu nó không đi chích mượt đấy. Mượt hoa. Chắc là nó không đi tìm được nhỉ. Mà nó cũng mua nhãn nữa. Rồi. Đây này. Anh cầm ký. Đây này các bạn. Nhìn ngọt sớt. Trời ngọt quá. Này họ mua đã tầm. Họ mua. Hơn 200-300 rồi đấy. À hôm nọ anh em mình chỗ hội mình lên lên trên đấy. Anh em mình lên Pha Đin ấy anh Quân. Có thấy cái hú người ta bán ở dưới ấy. Dưới chòi của họ ấy. Ngọt quá. Mày thích ăn à? Cho nó ăn luôn. Rồi. Ô, nhưng mà bây giờ làm kiểu gì? Hay là đây đi. Tách ra anh Quân, tách hết ra đúng không? Đấy. Phần này không đấy đúng không? Ừ, phần đấy bỏ. Đấy, nếu mà ngâm rượu đấy cả sáp này. Thế à? Thế đấy hết. Nên bỏ ra riêng. Hay là mình mang đi ngâm cái chân hoáng của mình nhỉ? Không cho vào đấy đâu. Không cho à? Được. Bây giờ thì làm kiểu gì bây giờ? Đúng rồi, tách ra. Tách nó ra. Ui, chảy hết nhiều. Kiểu gì kiểu phải mang đi ngâm rượu. À, ngọt quá. Rát cổ nhỉ. Ăn nếu mà ăn nhiều thì chắc khản cổ mất quá. Ăn nhiều khó thở lắm ấy. Hình như người ta mua đi làm thuốc hay sao ấy. Tổ ong ruồi này kiểu đúc bị nhiệt miệng ấy các bạn. Dạ dày. Nhiệt miệng và vị dạ dày thì có các loại thuốc vào pha chế vào nữa. Đấy đi, nhưng mà ngâm rượu thì cả sáp kia cũng đấy. Giờ hết rồi. Không như mật ong nuôi. Thế sáp nó có đấy không? Sáp này. Hay là bỏ? À anh Quân, anh có một hú hú ong đớt đấy anh Quân. Ong đớt lần trước. À, có một hú ong đớt lần trước. Hay là mình bỏ vào trong đấy? Đúng rồi, bỏ vào trong đấy đi. Đấy nhỉ? Đấy đi. Đấy đi, nếu mà đi bỏ vào trong đấy thì đấy hết. Đó. Chú cầm về. Để em cầm về. Đây. Rồi. Mình cũng xin phép kết thúc video này ở đây nha các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nhé.